Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sự việc xảy ra ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Khi mở cửa bước vào phòng, anh chồng sững sờ khi thấy vợ mình và nam đồng nghiệp đang trên giường với nhau, không mảnh vải che thân, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Khi bị bắt bất ngờ, người đàn ông kia nhanh chóng mặc lại quần áo, lúng túng không nói được câu nào. Về phần người vợ, cô này dù bị chồng phát hiện ngoại tình nhưng không một chút biểu cảm hối hận. Cô vợ bình tĩnh mặc lại quần áo, thậm chí còn quát chồng, tắt điện đi. Sau đó chị ta nhanh chóng giật lấy điện thoại để tắt máy quay đi. Hành động và thái độ của cặp đôi ngoại tình trong đoạn clip này đã khiến không ít cư dân mạng bức xúc, chỉ trích. Rất nhiều người lên tiếng phê phán người vợ phản bội, lăng loàn và bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với anh chồng bị cắm sừng. Trong khi đó, có không ít người cho rằng đây là việc riêng tư mỗi gia đình. Người vợ sai khi phản bội chồng, nhưng chồng cũng có lỗi khi quay clip vợ đăng lên mạng như vậy. Theo người chia sẻ đoạn clip, sự việc đã diễn ra cách đây không lâu, nhưng vì quá ức chế với thái độ của người vợ nên đã đăng lên mạng xã hội. Liên quan đến thông tin bắt quả tang hai giáo viên quan hệ bất chính trong nhà nghỉ, sáng ngày 17 tháng 4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn xác nhận và cho biết đơn vị này đang làm rõ sự việc. Trước đó, vào tối ngày 15 tháng 4, trên mạng xã hội đã lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa một phòng nghỉ trên tầng 2 của khách sạn ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Khi đèn bật sáng, phát hiện hai người một nam một nữ nằm trong chăn, trên người không mặc quần áo. Thấy đông người bất ngờ ập vào phòng, người đàn ông bật dậy mặc quần áo, còn người phụ nữ chỉ kịp lấy chăn che người. Đoạn clip đã gây xôn xao dư luận tại Lạng Sơn và nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, tương tác, bình luận. Theo như lời người chồng, anh Khúc Văn L, sinh năm 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, phản ánh, ông và bà T đã kết hôn từ năm 1999, đã có hai con hiện đang còn là học sinh. Từ năm 2018, khi nghe thông tin vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, ông L vẫn bỏ ngoài tai. Nhưng sau đó phát hiện tin nhắn trong điện thoại vợ mình nhắn lời yêu thương như vợ chồng với ông Hoàng Văn Quy, giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Mỏ Đá, nên đã khuyên bảo vợ chấm dứt. Người vợ cũng đã nhiều lần cam kết đoạn tuyệt. Tuy nhiên, theo ông L, thời gian về sau, bà T vẫn tiếp tục quan hệ bất chính với ông Quy và ngày càng công khai bỏ bê gia đình. Do bị vợ nói với mọi người rằng chồng dựng chuyện nên ông L đã phải bắt quả tang quay lại clip làm bằng chứng. Được biết ông L sau nhiều lần gửi đơn, hai giáo viên vi phạm kia đã bị tạm đình chỉ công tác. Gia đình ông L sắp ly dị vì tòa án sở tại đã thụ lý đơn. Đến chiều ngày 16 tháng 4, ông L đã tạm gỡ hai video kể trên với tuyên bố chờ sự hồi âm từ phía cơ quan chức năng ở địa phương. Ông Khúc Văn L đã làm đơn tố cáo việc vợ ông là bà Nguyễn Thị T, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở xã Lâm Sơn, quan hệ bất chính với ông Hoàng Văn Quy, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở Mỏ Đá, gửi hai trường này. Chiều 18 tháng 4, ông Khúc Văn L cho biết ông đã nhận được văn bản của cả hai trường này xác lập vào ngày 12 tháng 4. Theo đó, cả hai trường đều cho biết họ xác định bà Nguyễn Thị T và ông Hoàng Văn Quy đã vi phạm về đạo đức nhà giáo. Trường tiểu học trung học cơ sở xã Lâm Sơn và trường tiểu học trung học cơ sở Mỏ Đá cho biết đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Tê và ông Hoàng Văn Quy. Thời hạn thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ký. Trong thời gian này, nhà trường không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thời gian nâng lương với hai người trong vòng 6 tháng đối với bà Tê và ông Quy. Ông L cho biết ông không đồng tình với mức kỷ luật mà cả hai trường tiểu học này áp dụng đối với bà Tê, ông Quy. Viện dẫn văn bản số 924 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 3 năm 2019 về việc tăng cường chỉ đạo khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, ông Khúc Văn L cho rằng vợ ông và ông Quy
phải bị buộc thôi việc và ra khỏi ngành. Còn ông Hoàng Văn Quy cho biết, ông và bà Nguyễn Thị Tê là đồng nghiệp đã lâu. Sáng 27 tháng 2, do có việc nên ông và bà Tê có mặt tại thành phố Lạng Sơn. Thời gian này bỗng nhiên ông Quy bị ngộ độc thực phẩm, sau đó miệng nôn trôn tháo, rồi lên cơn sốt rét. Ông Quy giãi bày, thấy vậy bà Tê vội nói với tôi vào nhà nghỉ, rồi bảo tôi cởi bỏ hết quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó chồng bà Tê đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip. Ông Quy cho biết, nội dung này cũng đã được thể hiện trong bản tường trình của ông gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng. Sáng 21 tháng 4, ông Khúc Văn L cho biết, Tòa án Nhân dân huyện Chi Lăng đã thụ lý đơn xin ly hôn giữa ông và bà vợ là bà Nguyễn Thị Tê, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng. Ông L cho biết thêm, ông nhận thấy vợ mình có quan hệ bất chính với nam đồng nghiệp cách đây chừng 2 năm. Cuối năm 2018, ông chứng kiến vợ ở trong nhà ông Quy với những cử chỉ thân mật. Sau lần đó, vợ đã xin lỗi và hứa cắt đứt quan hệ với ông Quy, song sau đó bà Tê vẫn ngựa quen đường cũ, buộc ông phải làm đơn ly hôn với vợ. Ông L nói, chúng tôi đều thuận tình ly dị, tuy nhiên cô Tê đòi nuôi cả hai đứa con. Tôi phải đưa 500 triệu đồng để cô ấy ra khỏi nhà. Tôi chưa nhất trí về điểm này, nên tòa hẹn một tháng nữa sẽ đưa sự việc ra xét xử. Hiện nay vợ chồng ông L, bà T vẫn ở chung một nhà, hai người đã ăn riêng. Các con của họ đều ổn định tinh thần, tuy nhiên cháu gái lớn học lớp 10 tỏ vẻ có xáo trộn tâm lý sau khi sự việc mẹ mình quan hệ bất chính với người khác làm dư luận bàn tán xôn xao. Sau khi bị bắt quả tang, mặc dù ông Quy đã phủ nhận việc có quan hệ bất chính với bà T và việc hai người vào nhà nghỉ cùng nhau không gì khác nhằm mục đích chữa bệnh sốt rét. Thế nhưng loạt tin nhắn được cho là của ông Quy và bà T nhắn cho nhau được ông L công khai mới đây lại thể hiện điều ngược lại hoàn toàn. Theo những tin nhắn vừa được công khai này, bà T và ông Quy liên tục gọi nhau là vợ chồng. Nội dung các tin nhắn cũng vô cùng mùi mẫn, tình cảm. Ngoài ra, những cuộc hội thoại này cũng tiết lộ việc hai người hẹn hò nhau sau cuộc họp. Thậm chí, ông Quy còn nhắn tin cho bà T để hỏi, mai nó không có ở nhà à vợ? Chia sẻ thêm về những tin nhắn mình vừa công khai, ông L nói, trước đây tôi đã chụp được rất nhiều tin nhắn hẹn hò giữa hai người này. Có lần bà T đã phải thừa nhận, nhưng có lần bà ấy lại bảo đó chỉ là những tin nhắn đùa nhau mà thôi. Trong khi đó, cô giáo T lại không muốn chia sẻ gì về vụ việc ồn ào này. Bà cũng không quan tâm tới người khác nói gì về mình, quan trọng là bà sống thế nào. Bà T nói, những gì mọi người nhìn thấy chỉ biết một phần. Mọi người nói thế nào thì với tôi điều đó không quan trọng. Quan trọng là mình sống thế nào. Người có học họ xem họ biết nhưng không nói gì. Nhiều người không biết gì vào trời thì đó chỉ là anh hùng bàn phím. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.